Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Sức khỏe đời sống. Thưa quý vị, cảnh sát giao thông có nhiệm vụ phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip về việc cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh có hành vi không đúng mực, dùng chân tấn công nam thanh niên đi xe máy ngã xuống đường để tiến hành các bước xác minh xử lý. Liên quan đến vụ việc, phòng cảnh sát giao thông PC08 công an thành phố Hồ Chí Minh đã tạm đình chỉ công tác đối với đại úy cảnh sát giao thông. Tạm đình chỉ công tác cảnh sát giao thông dùng chân đạp người đi xe máy ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 15 tháng 12, phòng PC08 đã thông tin về clip chiến sĩ cảnh sát giao thông đi mô tô đặc chủng dùng chân đạp người đi xe máy gây xôn xao dư luận. Theo phòng PC08, khoảng 12 giờ 15 phút ngày 5 tháng 12, đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ bố trí một tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên một số tuyến đường đảm trách. Khi qua giao lộ đường 3 tháng 2, Sư Vạn Hạnh, quận 10, tổ công tác phát hiện một số người dân vi phạm lỗi không đi bên phải theo chiều đi của mình nên lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Trong lúc lập biên bản một người vi phạm, đại úy DH phát hiện nam thanh niên tên TH 30 tuổi điều khiển xe máy biển số thành phố Hồ Chí Minh vi phạm lỗi không đi bên phải theo chiều đi của mình nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để xử lý. Tuy nhiên, người này cố tình không chấp hành hiệu lệnh mà cố tình tăng ga bỏ chạy, luồn lách qua nhiều phương tiện khác hướng về đường Cao Thắng. Thấy nam thanh niên cố tình vi phạm pháp luật với hành vi điều khiển phương tiện gây nguy hiểm cho mình và cho xã hội, đại úy H dùng mô tô đặc chủng đuổi theo nhằm ngăn chặn và không để người vi phạm tiếp tục có hành vi nguy hiểm. Khi đuổi kịp, đại tá H đã yêu cầu nam thanh niên dừng lại nhưng người này tiếp tục không chấp hành mà tránh né, tiếp tục tăng ga, quay đầu xe sang đường theo chiều ngược lại. Lúc này đại úy H nghi ngờ người này có dấu hiệu tội phạm nên mới tìm mọi cách để trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng và kiên quyết truy đuổi để dừng được phương tiện kiểm tra. Khi đại úy Hải truy đuổi đến khu vực trước nhà hát Hòa Bình áp sát người vi phạm thì người vi phạm lại cho xe chạy lên vỉa hè để tiếp tục bỏ chạy. Đại úy Hải đã cho xe tiếp tục chạy theo người vi phạm và khi người vi phạm cho xe chạy xuống lòng đường thì đại úy Hải đã áp sát và dùng chân để đạp vào phương tiện để ép ngã phương tiện. Tuy nhiên, người vi phạm vẫn cố tình tìm mọi cách để điều khiển phương tiện trốn tránh nên lạc tay lái va vào một phương tiện khác, không gây thương tích cho người đó. Cùng lúc này, cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ khác cùng đi đến và cùng người dân ngăn chặn người vi phạm tiếp tục trốn tránh. Sau khi đã chặn dừng được người vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra người và phương tiện nhưng không có dấu hiệu tội phạm nên đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính người vi phạm với các lỗi không đi bên phải theo chiều đi của mình, không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe theo quy định và tiến hành tạm giữ phương tiện theo quy định. Tuy nhiên, phòng PC08 nhận thấy việc đại úy Dương Hải dùng chân tấn công vào phương tiện để dừng phương tiện của người vi phạm là không đúng, gây phản cảm, tạo dư luận xã hội không tốt, ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông và nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nên đã tiến hành tạm đình chỉ công tác đối với đại úy Dương Hải và tiến hành các bước xác minh tiếp theo để xử lý theo đúng quy định của ngành và pháp luật. Theo quy định của pháp luật, mọi hành vi vi phạm hành chính phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh. Khi lực lượng cảnh sát giao thông hoặc cơ quan chức năng ra hiệu lệnh dừng phương tiện thì người dân cần phải nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện theo hiệu lệnh và chỉ dẫn của lực lượng chức năng. Các hành vi chống đối hoặc trốn tránh tùy theo mức độ, hậu quả của hành vi mà sẽ được xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Theo thông tin đã đưa trước đó, trưa ngày 13 tháng 8, anh DNN, quê Tiền Giang, đi xe máy trên xa lộ Hà Nội, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, tới đoạn cách ngã tư Bình Thái khoảng 100m thì gặp một tổ cảnh sát giao thông và bị vẫy vào. Khi xe chưa dừng lại, anh choáng váng bởi một cú va gậy điều khiển giao thông từ cảnh sát giao thông khiến vỡ mắt kính. Cú va đó đã khiến anh N chảy nhiều máu nên phải vào bệnh viện mổ cấp cứu. Do mắt trái bị tổn thương nặng, bác sĩ điều trị cho biết mắt anh N tốt lắm thì cũng chỉ có thể hồi phục khoảng 50% thị lực. Phẫn nộ trước hành động của cảnh sát giao thông khiến mắt anh N bị thương và hành động cư xử của người cảnh sát sau đó, người này đã nộp đơn tố cáo cán bộ đội cảnh sát giao thông rạch chiếc vụt gậy vào mắt mình. Lãnh đạo phòng khi nhận đơn khiếu nại của anh N, tổ thanh tra nội bộ đã phối hợp với công an thành phố Thủ Đức xác minh để đảm bảo khách quan, minh bạch.
Tuy nhiên, việc tố cáo cán bộ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có hành vi va gậy trực tiếp vào mắt kính, làm vỡ tròng kính bên trái, gây tổn thương mắt là chưa đủ cơ sở kết luận. Theo thông tin mới nhất, cơ quan chức năng thông báo trích xuất camera về vụ việc nhưng không thấy được gì. Lãnh đạo PC08 cho biết, chúng tôi đã trích xuất hình ảnh camera được trang bị cho cảnh sát giao thông ở trong tổ công tác. Nhưng cán bộ đeo camera hôm đó ngồi ở vị trí ghi biên bản, ra vị trí anh N tố bị trúng gậy nên không có dữ liệu. Tổ cùng công an phường tìm các camera gần đó nhưng không có camera. Hình ảnh trích xuất từ camera của Sở Giao thông Vận tải cũng không ghi nhận sự việc. Hai bên tiếp tục liên hệ với xe ô tô, hai bánh đi qua lại thời điểm được cho là xảy ra sự việc, nhưng các xe không có camera hành trình. Chúng tôi xem lại biên bản để tìm đến người vi phạm ở thời điểm đó, xem họ có thấy sự việc không. Nhưng xác minh tại công an phường của họ thì được biết xe đã bán qua nhiều đời chủ, chưa tìm ra người đang sở hữu xe đó hiện tại. Các buổi làm việc xác minh đều có biên bản. Tại buổi làm việc, cảnh sát giao thông đã cung cấp các thông tin trên cho anh N và yêu cầu anh N nếu có thêm hình ảnh, dữ liệu thì phối hợp cung cấp để PC08 cùng công an thành phố Thủ Đức xác minh tiếp. Nhưng anh N không có dữ liệu hình ảnh tại thời điểm xảy ra sự việc. Đại diện phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, thời điểm xảy ra sự việc chưa biết đúng sai, nhưng nhận tin báo, PC08 đã yêu cầu đội trưởng đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc chủ động thăm hỏi, đó là tình người, tình công an và nhân dân. Sau khi anh N xuất viện, cảnh sát giao thông tiếp tục cùng công an địa phương đến nhà thăm hỏi. Chúng tôi đã cùng công an thành phố Thủ Đức xác minh bằng mọi cách như vậy để công khai, minh bạch, không bao che, nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận theo khiếu nại của anh N. Khi nghe được thông tin về việc không tìm được camera nào ghi lại được vụ việc, anh N bày tỏ bức xúc và cảm thấy vô lý. Anh N chia sẻ, tôi không biết cảnh sát giao thông khi đó có đeo camera hay không, hoặc đeo camera mà không được bật, nhưng không thấy được gì. Camera trên đường cũng không thấy được gì. Nếu vậy, vết thương ở mắt tôi từ đâu mà ra? Dù cảnh sát giao thông nói các kết quả xác minh đều có biên bản, nhưng tôi thấy hơi vô lý, không được khách quan, chính xác. Nói chung, tôi không hài lòng. Anh N cho biết thêm, vào 10 giờ 30 phút ngày 12 tháng 10, anh nhận được thư mời qua đường bưu điện đến gặp tổ xác minh của phòng cảnh sát giao thông để làm việc vào chiều cùng ngày. Theo thông tin bưu điện, anh N cho biết thư được gửi trước đó một ngày. Anh chia sẻ, tôi không hiểu sao mời quá gấp gáp như vậy. Tôi kinh doanh tại nhà nên có thể thu xếp ngay chiều qua đến làm việc. Chứ nếu tôi làm công ty, đi làm giờ hành chính thì sao nhận thư buổi sáng, buổi chiều lên làm việc được. Trước đó, anh N hai lần nhận được thư mời, nhưng một lần vì quá gấp gáp và một lần vì lý do sức khỏe nên anh không đến làm việc được. Nam thanh niên cho hay, buổi làm việc cảnh sát giao thông chỉ thông báo kết quả xác minh, chưa có thông báo chính thức. Anh kể lại, tại buổi làm việc, tổ xác minh thông báo kết quả xác minh nội dung anh N tố giác, cán bộ cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có hành vi dùng gậy chỉ huy giao thông va gậy vào mắt kính, làm vỡ tròng kính bên trái, gây tổn thương mắt là chưa đủ cơ sở kết luận. Hiện tại, vết thương ở mắt của anh N đã lành, nhưng chưa được cắt chỉ và vẫn bị giảm thị lực. Anh N mong mỏi cơ quan chức năng làm tới cùng để xác định nguyên nhân mắt anh bị thương và có biện pháp xử lý phù hợp. Bài viết với tiêu đề người dân tố bị một cán bộ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đánh hỏng mắt, ngỡ ngàng với camera. Đăng tải trên báo Người Lao Động có xét về tính các trường hợp liên quan đến việc camera không thấy được gì về vụ việc trên. Theo đó, khi khẳng định không có bất cứ camera nào ghi nhận vụ việc hoặc không thấy gì thì chỉ hai khả năng. Thứ nhất, sự việc không xảy ra. Thứ hai, toàn bộ các thiết bị ghi hình và ghi âm ngẫu nhiên cùng bị trục trặc. Ở khả năng thứ nhất thì nạn nhân hỏng mắt trái đối diện với tội danh vu khống. Còn khả năng thứ hai, ngành chức năng cần xem xét lại việc đầu tư, trang bị những thiết bị, công nghệ hiện đại. Xét về lý, nam thanh niên DNN nói riêng, người dân nói chung có lẽ chỉ ăn gan hùm mới đi hoang báo một sự việc có thể đánh đổi bằng sự phiêu lưu số phận pháp lý của mình. Nghĩ về tình, sự đằng đẵng của thời gian làm rõ. Tính nhiều nghĩa trong cách trả lời dễ khiến người trong cuộc không phục, dư luận dễ dàng đặt nghi vấn. Để giải quyết câu chuyện lý và tình, việc đơn giản nhất là công khai toàn bộ các dữ liệu mọi camera khu vực và trên người các tổ thành viên tổ công tác nếu thời điểm đó chúng hoạt động tốt. Còn nếu toàn bộ bị trục trặc thì thừa nhận để có giải pháp thực hiện công vụ và người dân tốt hơn.
Theo đơn khiếu nại, anh N cho biết khoảng 11 giờ 55 phút ngày 13 tháng 8, khi đang trên đường giao thức ăn cho thú cưng trên xa lộ Hà Nội hướng đi cầu Rạch Chiếc, đến đoạn cách ngã tư Bình Thái khoảng 100m thì gặp một tổ cảnh sát giao thông gồm khoảng 5 đến 6 cán bộ mặc sắc phục. Anh N chia sẻ, ban đầu tôi chạy làn xe máy với vận tốc khoảng 55 km/h. Tôi bị vẫy vào, chưa dừng lại thì có anh cảnh sát giao thông chạy ra dùng cây gậy điều khiển giao thông, đánh thẳng vào mắt kính bên trái tôi đang đeo. Mắt kính bị vỡ, tôi cảm giác lực rất mạnh. Ngay khi tôi nhìn thấy anh cảnh sát giao thông chạy ra, tôi đã giảm vận tốc. Tôi chạy qua khoảng tầm 50 đến 100 mét thì phải tấp xe vào lề vì cảm nhận mắt bị tổn thương. Sau đó anh phải rẽ vào đường song hành, quay lại chốt và đề nghị tổ cảnh sát giao thông đưa mình đi bệnh viện. Anh N kể, tôi hỏi lúc nãy anh nào vừa đánh em, chở đi bệnh viện, giờ mắt em chảy máu không chạy xe được thì các anh đều trả lời không biết. Lúc đó có khoảng 6 đến 7 anh cảnh sát và có xe công vụ nhưng không ai hỗ trợ đưa tôi đi. Các anh nói tôi đậu xe qua một bên và tự kêu xe ôm đến bệnh viện. Tôi được đưa đến hai bệnh viện nhưng họ đều cho rằng tình trạng mắt tôi quá nặng. Mảnh vỡ mắt kính găm vào mắt, phải điều trị chuyên khoa. Đến 17 giờ tôi được các bác sĩ bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh mổ cấp cứu. Tới chiều ngày 18 tháng 8, anh N được cho xuất viện về nhà theo dõi. Cũng theo anh N, trong lá đơn gửi tới cơ quan chức năng, anh N có nêu đề nghị cơ quan xem xét tình trạng trên, làm rõ trách nhiệm của cán bộ đã gây thương tích, xử lý trách nhiệm đó và đưa ra biện pháp bồi thường thiệt hại thích đáng cho người bị hại là tôi. Đồng thời kính mong quý cơ quan xử lý nghiêm sự việc này nhằm tránh tiếp diễn tình trạng trên gây hậu quả nghiêm trọng tiếp theo trong xã hội. Thưa quý vị, thời gian vừa qua rất nhiều vụ việc cảnh sát giao thông có hành vi thiếu chuẩn mực phát tán trên mạng xã hội gây phản cảm, xôn xao dư luận. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của ngành công an. Để tránh những mâu thuẫn xảy ra, mỗi cán bộ cảnh sát giao thông cần giữ chuẩn mực, xử lý đúng người đúng tội khi làm nhiệm vụ. Đến đây thời lượng đã hết. Những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các video sau. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.